美国歌手 CP 查理穿着白色背心搭配宽松卡其裤，首次在越南登台演出，一开嗓就引爆全场上万名粉丝尖叫，接着连唱了好几首脍炙人口的情歌。em là fan của Charlie Puth. Em bay từ Hà Nội đến đây chỉ để nghe nhạc của Charlie Puth thôi ạ. Yeah, Charlie Puth. vì bố tặng nên là cũng không có nói gì. 这场音乐盛宴在越南度假村芽庄小岛举办，除了 CP 查理，还有七名越南歌手接力演出，票价从150万越南盾到1000万越南盾，开卖几个小时就销售一空。Famous artist performing together with us and having invited him is to promote Vietnam, to promote Vinpearl, and to promote the destination of where we are in Nha Trang Con Tra Island.业者表示，邀请知名歌手到越南，除了打造品牌知名度，也希望借此让更多人认识越南。近来越南民众消费力崛起，吸引国际当红歌手前来淘金。南韩女团 BLACKPINK 月底也渴望在河内登台，对比5年前的景况大不同。中央社记者陈嘉伦芽庄报道。